Xin chào quý cô bác anh chị, hôm nay em Tuấn giới thiệu với quý cô bác anh chị 22 nền đất mặt ngang là 12m, mặt dọc là cũng là tầm 12-13m. Đây, lô này 2 mặt tiền nhé, 139m2. Đất vuông vức. Vị trí tại ấp 1, xã Long Thọ, huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai. Thì xung quanh là nhà dân ở kín này. Xung quanh nhà dân ở kín. Dãy trọ. Nhà rất là nhiều. Với mức giá cho thuê hiện tại ở khu vực này thì khoảng từ 1,4 triệu đến 1,8 triệu. Còn đối với ký ốt thì khoảng từ 1,8 triệu đến 2,5 triệu đến 1 ký ốt ngay khu công nghiệp. Từ nô đất ra khu công nghiệp chỉ khoảng 5 phút đi xe thôi. Trường, chợ, tất cả ở đây đều đầy đủ. Hai ô tô chen nhau. Rất là thuận tiện. Đây, các ký ốt này. Và từ lô đất đến Cát Lái, quận 2, trung tâm thành phố Hồ Chí Minh thì đi từ khoảng 25 đến 30 phút và đi ra quốc lộ 51 về sân bay Long Thành chỉ khoảng từ 15 phút đi xem là đường quốc lộ 51 thôi, rất là gần, với vị trí rất là đắc địa, mặt tiền 12m, rất là phù hợp với anh chị nào về đây mua ở và đầu tư xây dựng ký ốt. Vì với mức giá hiện tại là 12m thì chúng ta có thể là xây được 4 cái ký ốt thì 3 ký ốt thì cho với mức giá cho thuê khoảng 2,5 triệu một phòng, 2,5 triệu một phòng thì khoảng 7,5 triệu, rất là phù hợp với anh chị nào mua để đầu tư sau này làm của nhà cửa san sát này.